không chịu nhục. Đời vua Trang Công nước Tề, có một chàng tên là Tân Ti Tụ. Đêm nằm thấy một người to lớn, mặc quần gai, áo vải, đội mũ trắng, đi giày mới, đeo thanh gươm, tự dưng vào tận nhà mắng, rồi nhổ vào mặt. Chàng ta giật mình, sực tỉnh dậy. Tuy biết là chuyện chiêm bao, chàng ta vẫn tức, ngồi suốt đêm, lấy làm bực dọc, khó chịu lắm. Sáng hôm sau, chàng ta mời một người bạn thân đến và nói rằng: "Bác ơi, từ thuở bé đến giờ, tôi vẫn là người hiếu dũng. Đến nay đã 60 tuổi, chưa hề phải đứa nào toảng mục bao giờ. Thế mà đêm qua, phải một đứa nó làm nhục. Tôi định tìm kỳ được đứa ấy để báo thù mới nghe. Nếu tôi tìm thấy nó thì hay, nếu không tìm thấy thì tôi chết mất." Rồi từ hôm đó, cứ sáng nào, chàng ta cũng cùng người bạn ra đứng ngoài đường để rình. Rình 3 ngày mà không thấy đâu, chàng ta về nhà uất lên mà chết. Như câu chuyện này mà ta cho là phải thì chưa chắc đã là phải. Tuy vậy, cứ xem một cái tâm không chịu nhục ở trong chuyện thì đã có cái gì hơn được thế chưa? Lời bàn, tác giả kể chuyện rồi bàn một câu ở dưới như thế cũng là đủ. Quả vậy, xem chuyện này không cho là phải được. Là vì tức ai, chứ tức một người gặp trong chiêm bao mơ ngủ thì lại tức hão huyền, tức cái không đáng tức. Nhưng tự chung, câu chuyện lại có một điều thật rất đáng phục, là chính thâm ý câu chuyện muốn nâng cao cái lòng biết nhục, biết lấy liêm sỉ làm trọng. Ôi, trong khi giấc ngủ mơ màng bị người ta làm nhục còn không chịu được, thì trong khi thật tỉnh táo rõ ràng mà bị người làm nhục thì đáng như thế nào? Thế mà lạ thay, ở đời có lắm kẻ mê hoặc danh lợi hoặc quen thói tôi đòi, trốn hết cả liêm sỉ, chịu hết mọi nỗi nhục đè nén, không bút nào tả cho xiết và vẫn hớn hở như không. Đối với những hạng không biết nhục, Tân Ti Tụ đây thực đáng là một cái gương soi vào tận tâm não họ vậy.